中多笑笑，为了感情中开放，马上带感到了加班，把路途都放定走游，你是否傻大不停留，宝宝难送饭天家，眼半拜拜要叫得来。Tất cả là chúng ta sẽ được tay thật nhiều cho cổ vũ cho đội nhà đúng không ạ? Sống với bao công trình, đôi bàn tay cùng nhau đắm say. Để giờ đây chúng tôi vui vui. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30.Bấy những chiều tông mùa xuân năm ấy, quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vang danh non sông trái tim Việt Nam. Đón giao thừa ngày 30